Thành Linh xin kính chào quý thính giả đã quay trở lại với chương trình radio Lắng Đọng Đêm Về được phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Quý vị thân mến, hôn nhân hạnh phúc hay không có đến 7-8 phần là từ người phụ nữ. Bởi vậy người ta mới nói rằng phụ nữ là phong thủy của gia đình. Trong hôn nhân, người vợ thông minh nhất không phải là người vợ chỉ biết nâng khăn sửa túi, chăm lo cho chồng miếng ăn giấc ngủ. Có những điều đằng sau đó còn quan trọng hơn rất nhiều. Đó là những điều gì? Xin mời quý thính giả cùng đến với câu chuyện hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về với tựa đề Phụ nữ làm được 3 điều này thì chồng không muốn rời xa. Sự tự tin cho chồng. Có một doanh nhân thành đạt từng nói, bản thân ông có được sự thành công như ngày hôm nay không phải dựa vào bản thân tài giỏi, mà hơn tất cả đó là ông đã chọn được cho mình một người bạn đời biết tương trợ cho mình. Trong những năm lập nghiệp, rất nhiều lần gặp sóng to bể cả, có nhiều lúc mất đi sự tự tin của bản thân mình. Tuy nhiên, mỗi lần khó khăn, mỗi lần vấp ngã, thì chính vợ ông lại là người mang đến cho ông sự tự tin, mang lại cho ông sự động viên khích lệ to lớn. Với ông, vợ chính là khởi nguồn của một sức mạnh vô tận. Tự tin chính là nền tảng vững chắc nhất để một người đàn ông bước lên bục thành công. Cha ông ta thường nói, thành gia rồi mới lập nghiệp. Điều này nói lên tầm quan trọng của người phụ nữ đối với một người đàn ông. Điều quan trọng nhất của người phụ nữ là đem lại sự tự tin cho người đàn ông của mình. Bởi một người đàn ông khi đã có đủ sự tự tin, sẽ có thể làm được tất cả. Tự tin cũng chính là nguồn sức mạnh vô tận của mỗi người. Khi một người có đầy đủ tự tin, bước chân ra ngoài xã hội, ắt cũng sẽ đầy đủ dũng khí để vượt qua tất cả khó khăn ngoài xã hội. Kỳ thực, đàn ông thường mềm yếu hơn những gì phụ nữ tưởng tượng. Cho nên người làm vợ phải luôn là người mang lại sự tự tin và dũng khí cho chồng mình. Có câu, đằng sau một người đàn ông thành công chính là một người phụ nữ tài giỏi. Sự thành công của người chồng cũng chính là đại biểu cho sự tinh tế của người vợ. Một người vợ tốt chính là một người vợ mang lại sức mạnh tinh thần cho chồng mình. Trí tuệ của người phụ nữ chính là bàn đạp vững chắc nhất cho con đường sự nghiệp của người chồng. Mang lại sự tự tôn cho chồng. Đàn ông, điều họ để ý chính là sự tự tôn. Học được cách mang lại sự tự tôn cho chồng chính là chìa khóa của hạnh phúc gia đình. Kỳ thực, nhiều người phụ nữ mắc phải một sai lầm. Khi hôn nhân gặp sóng gió, lại thường đem chồng mình ra so sánh với người khác. Đây chính là điều tối kỵ. Nó khiến cho người đàn ông bị tổn thương sâu sắc, thậm chí là đẩy chồng mình rời xa gia đình. Vậy nên, một người vợ thông minh là người không những có thể mang lại sự tự tin cho chồng, mà còn phải mang lại cho chồng sự tự tôn. Làm được như vậy, không những có thể giúp cho chồng mình mạnh mẽ tự tin, mà còn giúp cho tình cảm gia đình thêm bền vững, hạnh phúc êm ấm. Người chồng cũng vì vậy mà càng yêu thương, cảm phục người bạn đời của mình. Mang lại không gian cho chồng. Mỗi người đàn ông đều cần không gian riêng cho mình. Thế nên là một người vợ tốt thì phải tạo điều kiện cho chồng có được không gian riêng. Theo các nhà tâm lý học, khi một người đàn ông có tâm sự, thường sẽ thích ở một mình để giải quyết nó. Thế nên vào lúc này, người vợ tốt nhất không nên nói nhiều, mà nên cho chồng chút thời gian và không gian riêng để chồng mình có thể tĩnh lặng suy nghĩ mọi chuyện, cân bằng được tâm lý. Đem lại không gian riêng cho chồng còn là thể hiện sự tín nhiệm với chồng. Ví như không lục ví chồng, không xem tin nhắn điện thoại, không kiểm tra nội dung nói chuyện Facebook của chồng mình. Đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Lý An, trước lúc nổi tiếng với những tác phẩm kinh điển thế giới,
đã phải bao năm vật vã với cuộc sống khốn cùng. Có những lúc, ông muốn bỏ cuộc để đi con đường khác. Nhưng tất cả lại nhờ vào một câu nói của vợ mình, Lâm Gia Huệ. Vợ ông trong suốt bao nhiêu năm, chồng theo đuổi mơ ước làm đạo diễn nhưng chưa thành. Bà phải vất vả gồng gánh kinh tế cho gia đình để chồng chuyên tâm sự nghiệp. Có những lúc, cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc. Nhưng tuyệt nhiên, bà không mảy may mở miệng nói chồng dù chỉ một câu. Khi chồng mình muốn bỏ sự nghiệp theo đuổi bấy lâu nay, bà đã nói, An à, đừng quên mơ ước của anh chứ. Cũng nhờ vào câu nói này của vợ, mà ông đã không ngừng cố gắng hơn, để cuối cùng trở thành một trong những đạo diễn tài hoa bậc nhất của Trung Quốc cũng như thế giới. Kết quả là bây giờ cuộc sống của hai vợ chồng ngày càng hạnh phúc hơn xưa. Trong lòng ông, bà Lâm Gia Huệ luôn là một tượng đài vững chắc, không gì có thể thay đổi. Cũng có thể nói, thành công lớn nhất của ông không phải là đạo diễn ra những tác phẩm kinh điển thế giới, mà là chọn được đúng người bạn đời của mình. Thành công trên con đường sự nghiệp mà ông có được chính là nhờ vào sự đóng góp to lớn của vợ mình. Nếu như không có bà, chắc chắn thế giới chẳng thể có một đạo diễn tài hoa Lý An. Vậy nên cho chồng mình không gian cũng chính là cho chồng điều kiện sáng tạo sự nghiệp. Ở đây có thể thấy, một người vợ thông minh phải là có thể mang lại cho chồng mình được sự tự tin, tự tôn và không gian. Khi một người phụ nữ có thể làm được ba điều đó, dần dần sẽ phát hiện rằng cuộc sống vợ chồng ngày một hạnh phúc hơn. Loại tình cảm này sẽ bền chặt keo sơn mà không gì có thể xen kẽ, không gì có thể lung lay, càng ngày càng mặn nồng, càng ngày càng hạnh phúc. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.